cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu mà công ty cổ phần tập đoàn Thuận An TAG tham gia Lý do C03 đang điều tra về sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này và các tổ chức đơn vị liên quan. Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (TAG) tham gia vào một gói thầu số 03 thuộc dự án có giá trị lên đến 1.500 tỷ đồng ở Đắk Lắk. Gói thầu này là kế hoạch thi công xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột. Cục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trả lời bằng văn bản và cung cấp hồ sơ tài liệu bản photocopy, đóng dấu treo, thống kê theo danh mục, không đóng dấu mật, gửi về C03. Theo hồ sơ dự án đường Tránh Đông có chiều dài hơn 39,6 km, tổng vốn phê duyệt ban đầu hơn 1.500 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắc làm chủ đầu tư, gồm hai gói thầu xây lắp, gói 3 và gói 4. Gói thầu này có 4 doanh nghiệp liên doanh gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn An Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Sài Gòn, thành phố Buôn Ma Thuột, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn Hà Nội, công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An. Ngoài ra, ngày 16 tháng 4, đại diện văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn gửi các sở ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Theo đó qua theo dõi trên các phương tiện truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nắm bắt thông tin công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An vi phạm quy định về đấu thầu. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở ban ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng, đơn vị địa phương liên quan ra soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn liên quan đến công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, nhà thầu, nhà đầu tư. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Được biết, tập đoàn Thuận An đã tham gia tổng cộng 51 gói thầu và đã trúng 39 gói thầu, trượt 8 gói và 4 gói vẫn chưa có kết quả. Tổng giá trị của các gói trúng thầu là hơn 22,6 nghìn tỷ đồng trong số này có hơn 8,2 nghìn tỷ đồng thuộc về các gói chỉ định thầu. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 144,3 tỷ đồng. Sau gần một tháng tạm hoãn làm việc, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa có kế hoạch mở lại phiên xử phúc thẩm đối với Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên trong vụ án nữ sinh giao gà, và Vì Thị Thu, sinh năm 1982, liên quan vụ mua bán trái phép chất ma túy. Phiên xử diễn ra ngày 22 tháng 4 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên do thẩm phán Nguyễn Vũ Đông làm chủ tọa. Theo quyết định xét xử, bà Trần Thị Hiền có 6 người bảo chữa, họ gồm các luật sư Giang Hồng Thanh, Trần Đình Triển, Trần Đình Minh Long, Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị Vi và Lương Đức Chính. Ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù, vì thị thu tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu oan. Phiên phúc thẩm diễn ra tháng 5 năm 2022 ở Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ. Do đó, quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến Trần Thị Hiền để điều tra, xét xử lại. Đối với bị cáo Vì Thị Thu, thì Tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân. Tuy nhiên đến tháng 9 năm 2023, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án. Gần đây nhất vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, phiên phúc thẩm được mở lại tại tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, nhưng Trần Thị Hiền tiếp tục kêu oan đề nghị hoãn phiên tòa vì vắng tất cả các luật sư bảo chữa cho mình, đều đã có đơn xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa và lý do sức khỏe không đảm bảo, sau đó hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Theo bản án sơ thẩm, do Trần Thị Hiền mua ma túy còn thiếu nợ của Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng đòi nhiều lần không được nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của Trần Thị Hiền để tạo sức ép. Quá trình giam giữ bắt cóc, các đối tượng đã nhiều lần cưỡng bức nạn nhân và sau đó là sát hại. Vụ án từng gây rúng động dư luận trong dịp Tết 2019. Những ngày qua, phụ huynh học sinh trường tiểu học Quang Trung, thành phố Huế phản ánh bữa ăn bán trú 27.000 đồng, không đảm bảo chất lượng, theo hình ảnh, phụ huynh chia sẻ, bữa ăn bán chú buổi trưa tại trường với vài mẩu sườn heo, chả trứng chiên, đậu xào và cơm trắng. Theo tìm hiểu, mỗi phụ huynh phải đóng 27.000 đồng một suất ăn bán chú cho con tại trường, bao gồm một bữa ăn trưa và một bữa nhẹ là một hộp sữa chua vào đầu buổi chiều. Ngoài ra, đóng thêm 10.000 đồng một bữa để hỗ trợ nhân viên, giáo viên bán chú và tiền ga trong mỗi bữa ăn. Một nữ phụ huynh có con đang theo học lớp 3 trường tiểu học Quang Trung chia sẻ, Chị suýt khóc khi thấy hình ảnh bữa ăn bán chú buổi trưa của con tại trường học leo teo đến như vậy. Cũng theo những phụ huynh này, đây không phải lần đầu tiên họ phản ánh về việc bữa ăn bán chú của học sinh ở trường không đảm bảo chất lượng, các phụ huynh đề nghị sự việc này được làm rõ. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thế Sinh, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung khẳng định, hình ảnh khay cơm bán chú mà phụ huynh phản ánh sau đó lan truyền trên mạng không phải bữa cơm mà trường chuẩn bị cho các cháu. Ông Sinh cho biết, hình ảnh chụp đúng là ở trường, tuy nhiên khay cơm đó không đúng với thực tế mà nhà trường chuẩn bị. Theo ông Sinh, bữa ăn 27.000 đồng trong đó có 5.000 là tiền sữa bữa lỡ cho học sinh và 800 đồng tiền ga còn phụ huynh đóng thêm 10.000 đồng là tiền để các bảo mẫu chăm lo phục vụ cho việc các cháu ăn ngủ, chứ không phải là tiền để phục vụ bữa ăn. Về hình ảnh 6 khay cơm của học sinh được lan truyền trên mạng, ông Sinh cho biết hình ảnh đó không đúng vì nhà trường chuẩn bị bữa cơm cho học sinh sẽ không bao giờ sắp xếp như vậy. Tối đa bàn nhựa chỉ xếp được 4 khay. Lãnh đạo ở trường tiểu học Quang Trung cho biết, hiện nay đơn vị vẫn đang tổ chức xác minh việc những hình ảnh đó xuất phát từ đâu, tại sao lại có những hình ảnh đó, những người đưa hình ảnh đó nhằm mục đích gì. Khi có kết quả sẽ báo cáo cho phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Huế. Liên quan đến vụ việc trên, ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết đang yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo và xác minh sự việc. Ông Hạnh cho biết, khi kiểm tra thực tế, bữa ăn chuẩn bị cho học sinh đầy đủ khác so với hình ảnh phụ huynh phản ánh. Qua sự việc này, chúng tôi yêu cầu trường chấn chỉnh, đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bán trú, nhất là chất lượng bữa ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc nữ sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông thị xã Bình Long, Bình Phước bị nhóm bạn đánh khi đi học thêm tiếng Anh, dẫn đến tổn thương sọ và trầm cảm nặng. Sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận và khiến nhiều người phẫn nộ trước hành vi bạo lực học đường. Qua xác minh của công an thị xã Bình Long, sự việc nữ sinh bị đánh xảy ra vào tối 8 tháng 4, nạn nhân là NMN. Trước đó, nữ sinh này và NTKL, NNTV, DTV, DTHA cùng 18 tuổi học chung lớp 12 trường Trung học phổ thông thị xã Bình Long chơi thân với nhau. Sau đó, NMN và DTV tách ra khỏi nhóm. Trong thời gian không chơi chung, các học sinh này xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 4, sau khi tăng học lớp tiếng Anh, hai nhóm xảy ra cự cãi đánh nhau. Công an phường An Lộc đã mời các bên làm việc. Phía gia đình nạn nhân đã yêu cầu các bạn xin lỗi và bồi thường tiền điều trị thương tích. Vụ việc tưởng chừng đã kết thúc tại đây nhưng sau đó NMN bị nôn ói và được gia đình đưa đi khám ở Bệnh viện 115 TP.HCM, Bệnh viện Tâm Thần, tại hai bệnh viện Bác sĩ chẩn đoán nữ sinh bị tổn thương nông ở đầu, tổn thương nội sọ, trầm cảm nặng. Trước sự việc này, gia đình nạn nhân lo lắng cho tình trạng sức khỏe và tinh thần của con nên đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để phản ánh về vấn đề bạo lực học đường. Chị Lương Thị Thanh Hiền, mẹ của NMN cho biết tưởng con bị nhẹ nên chỉ yêu cầu xin lỗi để con tiếp tục đến trường, thế nhưng sau đó con bị thương nặng và còn bị bạn đe dọa dẫn đến trầm cảm nên sẽ làm đơn trình báo công an và cuộc xử lý. Theo chị Hiền, con mình bị trả thù vì đã can ngăn nhóm này đánh bạn. Gia đình yêu cầu cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh những kẻ gây ra hành vi bạo lực. Mẹ của nữ sinh bị đánh cho biết thêm, đến chiều ngày 12 tháng 4 thấy nờ xuất viện nhưng tâm lý không tốt, nên gia đình tiếp tục đưa nữ sinh đến Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nữ sinh đang trong giai đoạn trầm cảm nặng, không có các triệu chứng loạn thần, đến nay nờ vẫn đang được kê đơn thuốc điều trị. Tôi đang rất lo lắng suốt 12 năm ăn học, giờ cháu sắp đến ngày phải thi học kỳ 2 và cũng chỉ hơn 2 tháng nữa cháu phải bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Giờ tâm lý sức khỏe của con bất ổn như vậy không biết cháu có thể vượt qua để hoàn thành được kỳ thi quan trọng này hay không. Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Anh Đức, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long cho biết sau khi nắm được vụ việc, Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã chỉ đạo các cơ quan công an xác minh làm rõ vụ việc. Quan điểm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã là sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc có thông tin chính thống từ cơ quan chức năng dễ gây hoang mang dư luận. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa Hà Nội cho biết đơn vị vừa bắt giữ Hoàng Khương Duy, sinh năm 1999, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, nghi phạm cướp taxi tại phố Trần Quý Cáp. Khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 4, sau khi uống bia rượu tại quán bar ở phố Yên Phụ, Hoàng Khương Duy đi ra cửa gọi xe taxi do anh T, sinh năm 1986 ở Hà Nội là tài xế. Duy yêu cầu anh T trở về khu vực trường tiểu học Huy Văn, phường Văn Trương, quận Đống Đa. Trên đường đi từ Yên Phụ về đến Trần Quý Cáp, giữa Duy và anh T xảy ra mâu thuẫn vì Duy cho rằng tài xế đi đường không đúng ý của Duy. Hai bên to tiếng, Duy dùng tay trái ghi cổ anh T vào ghế lái, tay phải cầm điện thoại đấm liên tục vào đầu, mặt, ngực, bụng của nam tài xế. Hoảng sợ, nam tài xế liền bật cửa chạy ra khỏi xe và chi hô. Lúc này, Duy nhảy vào ghế lái điều khiển xe bỏ chạy. Trên đường lái chiếc taxi tẩu thoát, Duy va chạm với một số phương tiện khác khiến người tham gia giao thông bị va quẹt, ngã ra đường. Duy tiếp tục điều khiển phương tiện đến phố Lương Sử C thì bỏ lại xe và chạy bộ trốn thoát. Sau khi sự việc xảy ra, anh T cũng đến công an quận Đống Đa trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, công an quận Đống Đa, phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm. Ngay trong đêm, các trinh sát, cán bộ điều tra công an quận Đống Đa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội vào cuộc triển khai nhiều biện pháp điều tra, truy bắt đối tượng cùng tăng vật. Đến sáng ngày 15 tháng 4, Hoàng Khương Duy đến trụ sở công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận sự việc.